Cái gói này là của Cuốn Trinh. Đúng hay sai? Trinh. Trinh chạy rồi. Đi đâu rồi? Đi thay đồ. Nhưng mà phải đúng không? Sai. Mở quà em. Sai là đón sai là rồi. Chỉ là một trả lời hỏi. Múa đạo là gì? Múa vũ đạo. Múa vũ đạo. Vũ đạo. Của ai hả? Của anh á. Ôi sao biết của ai? Ở Lý Hồng ghi luôn. Ghi tên. Không phải ông Hồng, tôi múa đạo. Múa đạo. Múa đạo. Đạo đạo gì? Múa đạo gì? Cái này yêu cầu hả? Đạo gì? Rồi hai cái dễ thương, câu này dễ thương không?
thấy ghê quá. Khó, 10 kiểu nhiều quá. Đúng rồi. Thôi lấy lên đón luôn đi. Lấy lên đón luôn hả? Không không không. Rồi đón có ai luôn đi. Có ai? Thì đón đi. Đón đi, để người ta nói đón đi mà. Đây là của chủ chủ. Thì có đón luôn đó. Đón đúng được. Đón đúng được tặng luôn. Thôi đón đúng sao đón tặng. Tặng mà. Của mình mà. Của mình em tới chứ không phải là của nhà hàng. Của mình em tới không á. Cái này là của Sương. Phải. Sương Sương, tại Sương Sương nhậu nhẹt lắm. Nghe chữ xương 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 mà nhậu nhậu nhiều. Tất nhiên nguyên nhóm nhậu đủ quá. Phải chuyện tại ba chị hát nhất mà anh thích nhất. Tờ màu đúng không? Tờ màu ai? Hát nhất mà anh thích nhất. Hát nhất. Hát nhất. Nè, hát nhất nha. Mà thích nhất. Không công công. Không công công. Cà chưa không có nông kia. Đầu ghê quá. Bắt đầu ra hơn rồi. Rồi cái kia chưa đón kìa. Bỏ xuống chưa đón kìa. Trời ơi, hết ăn trơn rồi. Đúng không? Ồ, hình đẹp quá à. Đón đi. Cái đó hồi chú xin sắp về. Không hết nè, đừng có lo. Chút lơm gì hết nè. Thấy có cái bao tư tiền của ai à? Đón luôn. Đón luôn. Đón luôn. Đón luôn. Đón luôn. Của tất cả mọi người. Của tất cả mọi người. Có Hồng Thắm á. Ai biểu có Hồng Thắm hả? Ôi sao Hồng Thắm hả? Phát diễn một đoạn baby trong chích đoạn nào cũng được. Bi khóc đó nha, phải khóc mới được nha. Bi phải khóc chết. Bi là phải khóc đó. Cái gì đấy, cái phải có nước mắt mới được quay cái câu hư đó. Nước mắt đúng không? Ok. Lấy nước mắt. Trời ơi, lấy nước mắt hại dễ lắm á. Dễ mất ướt luôn hả? Rồi, rồi, rồi. Có gì đợi giao lên thôi được rồi, dễ gì. Đây là một đứa con đi nước ngoài về. Và sau khi về đến căn nhà